Chào anh nhé, bây giờ em giới thiệu cho anh một số các viên sichin cỡ to màu vàng mật ong nhé. Thì đây em giới thiệu cho anh một viên sichin hình chữ nhật mặt rộng. Căn bản là cái kích thước cái kẹp của em nó không kẹp được cái viên đá to này, em phải lên tay nhé. Đá to màu trong luôn. Rất trong và sáng. Màu vàng mật ong. Màu này thì nó sẽ già dặn, điềm đạm, trưởng thành hơn. Đấy, rất trầm ấm nhé. Rất trầm nhưng mà vẫn có độ lửa của nó nhé. Đây lên tay này. À, thì đây là mặt nhẫn nạm rất ok đấy, mặt mặt rộng luôn. Rất trong. Anh có thể nhìn xuyên qua này. Này siêu to luôn. Đấy. Rất trong nhé. Đấy. Thì viên này là kích thước là 21,5, dài là 21,5, rộng 18 15,8, dày là 9,3. Khối lượng là 23,65 carat. Tiếp theo giới thiệu cho anh là một viên oval cắt giác pha set này. Đấy, màu mật ong rất sáng. Trong mắt luôn này. Kích thước cũng lớn đấy. Đấy. Rất sáng. Đây lên tay này. Rất to. Bật đèn rất mạnh luôn nhé. Khi ra ánh sáng ngoài trời hoặc là ra một cái buổi tiệc là nó có ánh sáng đèn mạnh ấy thì viên đá sẽ khúc xạ ánh sáng rất là nhiều. Cộng thêm hiệu ứng của vàng nữa. À, đây em chỉ lên tay, còn khi mà lên nhẫn thì rất là sáng hơn rất nhiều. Viên này kích thước chiều dài này là 18,5, rộng là 15,3, dày là 8,8, khối lượng là 15,3 carat. Từ chối ấy mà. Tiếp theo em giới thiệu thêm cho anh một viên, cũng là một viên sichin màu vàng đậm luôn này, đậm này, rất sáng. Màu cái viên này thì nó hình hơi hơi cái viên này thì nó hình hơi thu thuôn dài dài, hình dẹp đấy, cũng rất sáng luôn này, màu vàng đậm luôn này. Đem lên tay này. Đấy, hiệu ứng rất sáng. Rất sáng. Cái viên này là mã 5877 này, 15,2 carat này. Kích thước là 19 x 13 x 10. Giá bên này là 6 triệu 840 nghìn. Tiếp theo giới thiệu cho chị một viên sichin khác màu đậm. Đây, cái viên này thì bọn em cắt cắt giác đặc biệt tam giác này. Đây anh thấy cái giác cắt của nó rất sáng luôn này. Đặc biệt đấy. Độ trong vắt, độ tinh khiết cao, trong vắt. Giác cắt độc lạ. Đấy. Thì những sản phẩm như này thì to như này thì cũng thể làm nhẫn được, cũng có thể làm mặt dây cũng rất là đẹp. Đấy. Rất sáng, như nhiều giác cắt, độ khúc xạ ánh sáng rất là cao, đáy rất sâu này, trong vắt luôn. Đây lên tay này, viên này là mã là 8993, 17,3 carat. Kích thước là 18,3 x 18,1 x 11. À, anh xem giúp em nhé. Còn nếu mà anh cần kích thước yêu cầu như thế, kích thước mà anh cần yêu cầu thì anh có thể báo cho em để em sẽ mài cắt giác kiểu mới cho anh theo kích thước anh yêu cầu. Đấy. Rất đẹp. Tiếp theo em giới thiệu cho anh một số viên sapphire vàng.
Thì cái dòng sapphire vàng này thì em đang quay cho anh là một dòng sapphire vàng, nó vừa có vòng vàng chanh lại có vừa có màu vàng mật ong, hai cái màu nó hòa quyện lẫn nhau này, rất hay, rất sáng nhé. Độ trong tinh khiết cao, hàng bên em tuyển chọn nhé. Đây em lên tay này. Đấy, nó vừa có ánh sáng của màu vàng chanh trẻ trung, vừa có sự điềm đạm của màu vàng nâu. Đau cũng rất hay. Viên này là mã là 10372 này, 1,65 carat này, kích thước 7,8 x 5,8 x 4. Giá viên này là 16 triệu 500. Viên thứ hai em giới thiệu cho anh có một viên sapphire vàng. Thì viên này thì nó có màu vàng chanh, vàng thuần, vàng chanh, rất tươi sáng, trẻ trung. Độ tinh khiết rất là cao nhé, hàng tuyển chọn. Rất sáng. Thì viên này là mã là 10369 này, 1,5 carat này, giá là 15 triệu, kích thước là 7,4 x 6 x 3,9. Tiếp theo giới thiệu cho anh một viên sapphire thiên nhiên. Thì cái viên này là sapphire vàng mật ong màu đậm đấy, hàng tuyển chọn, độ tinh khiết cao, giá cắt tốt, độ khúc xạ ánh sáng rất cao luôn. Đây, bên tay này rất sáng trong luôn. Thì viên này là khối lượng là 3,15 carat, kích thước là 10,4 x 7,9 x 3,8, giá là 25 triệu 200. Tiếp theo là một viên sapphire vàng mật ong tiếp theo. Đấy, anh có thể thấy là hàng tuyển chọn bên em rất chọn những viên cho anh, những viên rất là sáng, chất đá tốt, giá cắt đỉnh cao. Đây, màu vàng mật ong này. Đấy, rất hay, các tầng sao này. Độ tinh khiết rất cao. Viên này là mã là 11511, 3,5 carat, kích thước là 11 x 8,5 x 3,6. Viên này em bán giá là 28 triệu. Tiếp theo em giới thiệu cho anh một dòng đá khác màu đỏ, đó là dòng Garnet nhé. Đây, cái viên em giới thiệu cho anh này, đỏ đậm luôn. Rất đều màu, đỏ đậm. Màu đỏ này thì nó hơi trầm một chút, đấy nó không đấy rất là trầm điềm đạm. Nhưng mà độ lửa của nó cũng rất là cao. Đây lên tay này. Đây lên tay sẽ đỏ như này nhé.
Bỏ rực luôn. Khi mà cộng thêm hiệu ứng của vàng nữa thì viên đá sáng hơn rất nhiều anh nhé. Đây em chỉ lên tay thôi đấy. Viên này là mã là 6648 3,25 carat. Tức là 9,3 x 8,4 x 6. Em giá bán viên này là 7,9 triệu. Garnet đỏ thì hoàn toàn. Tiếp theo em giới thiệu cho anh một viên đã trong vỉ này, em vừa cắt ra này, em giới thiệu cho anh nhé. Thì cái viên này người kiểm định là Garnet tự nhiên này, Garnet tự nhiên này, National này, Natural này. Kích thước là 9,4 x 9 x 6. 4,43 carat. Hình gần vuông nhé, gối vuông này, facet này. Màu đỏ hồng nhé. Đây em bóc vỉ ra em quay cho anh nhé. Ánh sáng rất tốt này. Độ lửa rất cao này. Nó cũng hình gần tròn, gần vuông đấy. Đấy, kiểu như tròn vuông bó góc, bốn góc. Lửa rất tốt này. Đáy rất sâu. Đây. Rất đỏ. Viên tiếp theo em giới thiệu cho anh cũng là một viên Garnet. Đây, màu của nó đây. Rất sáng này. Em chọn cho anh hàng chất lượng cao. Đem lên tay này. Đấy. Rất sáng. Vậy là kích thước là 11 x 9 x 6,2 4,1 carat. Anh xem và tham khảo giúp em nhé.